lắng quá, tranh thủ về sớm đi để đóng thùng cái lá này. Thì có cái tin là không biết là buồn hay là nên vui rồi. Và em quyết định giao lưu cây này. Giao lưu cây này để có thể vào một số cây mới rồi thích. Đấy, thì cũng rất là tiếc vì cây lá này nó rất là hiếm có. Rất là hiếm đấy các bạn. Nó lùn nhé, rất là lùn. Bệ rễ của nó rất tự nhiên và xung quanh nó rất là ok. Cây rất khỏe, láng dấp rất hay. Thì em không định giao lưu, chỉ có đăng lên Facebook một thời gian dài dài mà cũng không nói là giao lưu. Thế thì hôm vừa qua có cái bác có vẻ bác rất đam mê, bác xin Hạ Long, bác ấy hỏi, bác ấy bảo để cho bác đấy và chuyển lên thì tất nhiên bác ấy cũng có tuổi, bác ấy bảo là sẽ nhận cây rồi sẽ chuyển tiền sau. Đấy thì mình cũng ok, những người mà đam mê mình rất là ủng hộ. Đấy, và những mình và tôi giao lưu thì thường thường với những bác quen đấy, người đam mê các bác. Đấy, thường là không bao giờ, ít khi giao bán lắm, tự người ta viết người ta hỏi được. Với lại mình chẳng lấy lãi người ta gì nhiều, mình mua mà tất nhiên mình sẽ phải lấy lãi một chút để gần vào cái mới chứ, mình tất nhiên không chặt chém với ai cả. Đấy, thì lần đầu tiên gửi cây này nó đi xa thì phải đóng thùng cẩn thận. Tí nữa là quay lại để các bác xem thì chúng ta có cái nơi để trao đổi về vấn đề này. Chuyển cây đi làm cây đẹp nhưng mà chuyển cây đi giao lưu. Nói giao lưu thì hợp lý nhất các bác, mình là nói bán chát với cái cây nghệ thuật nó cũng không hay. Đúng không bác? Đấy, rồi vứt mấy cái hạt dừa nó mọc ung tùm. Nắng như thế mà nó không vấn đề gì. Rồi bây giờ để làm cho vào cái thùng gỗ ở đây hôm trước nên đóng cây chắc này các bác nhé. Bác nha. Đấy thì em sẽ cho vào cái thùng kia và gông lại như cái cây chắc này. Thì cơ bản điều là tất nhiên lần đầu tiên em làm, cơ bản điều bác nào cũng thế thôi, là trong quá trình chuyển đi thì nó mất rất nhiều thời gian và quăng quật. Thì cái đầu tiên là phải nhất là phải giữ ẩm cho cây đã, không có nước là chết này. Đấy, thì giữ ẩm cho gốc một cách tưới đẫm này, có thể ủ sơ dừa hoặc cát gì đấy hoặc ủ ni lông lên kín này, tưới nước xong ủ ni lông lên. Đấy, đảm bảo cho nó khoảng một tuần nó không cần tưới tắm gì mất ẩm. Cái thứ hai đó là chống sốc, chống va đập. Đấy, vì họ vận chuyển họ quăng quật rất là mạnh này thì rất là dễ vỡ, mình chèn xốp hoặc là gia cố nó thật là chắc chắn các bạn. Thế thì bây giờ em lồng cái này vào túi ni lông xong tưới nước các bạn nhé, cho nó đẫm đi xong rồi cho vào cái thùng kia. Đấy, làm đầu tiên đây. Bác này bác không lấy chậu như mình thôi, nó rất là nắng nên chuyển cả chậu xuống đấy, yên tâm. Cho kỷ niệm của mấy cây dừa này. Cá to là thế sẽ phải quấn bằng dính à, cho nó kín cái này. Đấy. Thì tôi chỉ chuyển đi Hạ Long nữa, khoảng 3-4 ngày thôi là cùng, không cần thiết rồi. Sơ dừa hoặc là hát cái gì, cây trong chậu rồi.
đã ổn. Để xa xa thì nó nhìn thấy. Bằng dính rồi. Đấy. Đây, cho vào cái thùng kia. Vào thùng kia nhé. Đấy, tôi cho cái vào lồng rồi. Lồng cái xốp mọi người. Cho khỏi vỡ chậu. Cuốn bằng dính và chèn hai cái thành ở đây rồi. Để đóng nút cái mặt này. Đấy, vào nha. Đấy, chắc. Thank you.
đi mấy hôm không tắm rồi. Mọi người lại thua rồi đấy. Đi hơi thua rồi. Đấy, rung đi xuống. Đấy, như vậy đóng tạm ổn các bác, đóng tạm ổn, kê nó cái nắp lên đây để hiện dán giấy viết tên đây, xong rồi cũng đóng dính lên này, cơ bản như cái dây kia thôi. Đáng nhẽ ra là phải có cái thanh, thêm hai cái thanh dìm này nữa, dìm hai cái thanh ngang này. Đấy, xuống nữa nhưng mà thôi không cần. Đây là thanh ngang là cố dành níu xuống đây, thành này nữa. Đấy, vòng ghim như này xuống để cho nó khỏi xê dịch ấy, là vỡ đầu. Đấy, chèn xốp, đóng thùng, đóng khung, cây vẫn thoáng, không bị bí. Nên các bác mà chuyển những cái phôi hoặc những cái cây mini nó đi nó đơn giản lắm, cho vào thùng xốp là ok, nhưng mà những cái to này rất là phiền phức. Giá trị tí thì mới bỏ đóng thùng này các bác. Đấy, bỏ là đấy, giữ thêm cái thanh ngang này nữa thôi nhé.
mình viết tên. Cơ bản như thế là ok rồi. Đây, nhấc lên nhấc xuống vô tư. Vô tư. Nhấc mồng cũng vô tư. Để chống thì người ta vận chuyển, người ta biết đâu là ngọn, đâu là đầu. Chứ những cái thùng xốp người ta cứ lộn đít lên đầu, mệt lắm. Đấy nha. Mình phải biết cái tên là dám gọi việc theo vận chuyển đi nhá. Cần này khá khá ấy. Xong phim các bạn ạ. Bây giờ là 17:30, Viettel nó lại, tôi vừa gọi ông Viettel lại nghỉ rồi. Thì mai nó mới qua lấy. Cơ bản là ngon rồi. Đây. Mình nhận nhớ có đàng hoàng, nó đang dính trên này rồi. Thế thôi, mai nó chuyển đi cân rồi, viết lưu rồi. Tính tiền là xong rồi. Chuyển đi thì chưa được đồng nào đâu nhé. Đấy, thì gửi lên thì hy vọng là bác ý ưng, gửi về cũng phiền lắm. Chắc là không nên nói thế bác nhỉ. Vui vẻ là để về thì mình lại có cây mình chơi, mình lại có duyên. Không cần thiết lắm thì mình thôi vào những cây khác. Thực ra là tôi giải quyết cây này là để mua mấy cái ổi đấy các bác. Mua cái ổi, một chắc là mua được một cây bù thêm tiền. Đó, căng phết đấy. Đây là căng phết. Tưởng chuyển đi luôn, tí nữa lại phải tưới thêm tí nữa cho nó ở mình này nữa. Đó, con lành rồi. Ôi giời, nặng. Nặng, nặng dã man. Dã man đấy. Nặng đấy, không đơn giản đâu. Cước phí cũng căng đấy. Rồi. Rồi đấy. Đây. Nhìn em nó đi coi. Đẹp lắm. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Lần sau mà giao lưu mấy cái nhà nhỏ sướng nhất là thùng xốp ngon. Rồi nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở video sau.